Cấu trúc động từ cộng cho lái hoặc là to. Khi mà có địa điểm thì nhớ để địa điểm vào trên giữa nhé. Động từ cộng cho địa điểm cộng cho lái hoặc là to. Quay về công ty, 回去公司, 回来公司. No nhờ, 回公司去, 回公司来. Đi vào văn phòng tôi, 进去我办公室, 进来我办公室. No nhờ, 进我办公室来, 进我办公室去. Lên nóc nhà đi, 上去屋顶, 上来屋顶. No, 上屋顶来, 上屋顶去. Đi xuống lầu đi, 下来楼, 下去楼. No nhờ, 下楼来, 下楼去. Đến nhà tôi đi, 到来我家, 到去我家. No, 到我家来, 到我家去. Ok, là, hiểu chứ? Đừng quên nhấp chuông và đăng ký theo dõi Trẻ Lão Sư nhé. 再见.